lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng và thể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2197 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung chiêu bài hòa hợp hòa giải. Rầm rộ chiếm lại vỉa hè là để cho thuê lại. Trung Cộng và khối ASEAN đã thông qua bản dự thảo quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Vẫn chưa có giải pháp để cứu giúp giới nuôi heo. Nam Hàn cử đặc sứ sang Trung Cộng để thảo luận về Bắc Hàn. Phi luật tân không nhận các viện trợ từ khối Âu Châu. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục câu chuyện thời sự, Quang Nam có buổi tiếp xúc với anh Đặng Chí Hùng để tìm hiểu thực hư trong lời phát biểu của ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đại ý xin trích, sẵn sàng trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc, Thái Hòa, Tâm Anh và Hướng Dương tuần này tán bàn về sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức bắt cóc người dân giữa thanh thiên Bạch Nhật. Và sau cùng, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2017, đồng thời để vinh danh ông Phùng Lâm, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Nguyên Khải trình bày sau đây. Trong một hội nghị vào hôm qua, ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tuyên bố là Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng đối thoại với những người bất đồng chính kiến với chế độ. Ông Thưởng tuyên bố là Đảng Cộng sản Việt Nam không sợ đối thoại và tranh luận, đồng thời cho biết là ban tuyên giáo của ông đang chờ Bộ Chính trị hướng dẫn việc tổ chức các cuộc đối thoại này. Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát viên thì đây chỉ là một chiêu bài mị dân nhằm chứng minh cho thế giới thấy Việt Nam muốn cải thiện về nhân quyền sau hàng loạt các vụ bắt bớ bỏ tù giới bất đồng chính kiến. Đài truyền hình Việt Nam vào hôm qua xác nhận là nhà cầm quyền quận 1 Sài Gòn đã cấp giấy phép cho thuê vỉa hè sau 2 tháng đập phá mà báo chí lề đảng rầm rộ ca tụng là giải phóng vỉa hè. Giấy phép cho thuê vỉa hè này được đăng tải trên đài truyền hình với chữ ký của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch quận 1 và là người cầm đầu chiến dịch nói trên. Giấy phép này được cấp cho một quán cà phê với giá thuê mướn là 12.000 đồng một tháng cho mỗi thước vuông sử dụng. Điều đáng nói là giấy phép này được ký vào tháng Giêng, tức trước khi diễn ra chiến dịch chiếm lại vỉa hè. Điều đáng nói hơn nữa là mục đích sử dụng được ghi trong giấy phép là làm chỗ đậu xe miễn phí cho khách hàng. Sau nhiều năm thương thuyết gây gò, trong phiên họp vào hôm qua tại thành phố Quý Châu, Trung Cộng và khối ASEAN đã đồng ý thông qua bản dự thảo về quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Sau khi kết thúc phiên họp, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã đưa ra một thông cáo xác nhận việc thông qua bản dự thảo, nhưng lại không công bố bản dự thảo này. Thông cáo chỉ nói rằng phiên họp diễn ra trong bầu không khí cởi mở, hai bên đã ủng hộ việc sử dụng các quy tắc này trong việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông nhằm duy trì nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Phát biểu trên đài truyền hình, trưởng đoàn đàm phán cũng là Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng, ông Lưu Chấn Dân tuyên bố, quy tắc COC có tính cách giải quyết toàn diện về các mối quan tâm, nhưng đồng thời cảnh cáo thế giới trở nên phá hoại sự đồng thuận này. Hơn một tháng hô hào với hàng loạt tuyên bố từ trung ương đến địa phương, giới nuôi heo tiếp tục thua lỗ vì giá mua quá thấp, với hàng triệu con heo không thể xuất chuồng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Việt Nam thì trong vòng một tháng qua, khoảng 250.000 tấn thịt heo đã được giải quyết nhằm giúp giới nuôi heo bớt thua lỗ. Tuy nhiên, hiện còn hơn 1 triệu con heo, tức khoảng 100.000 tấn, vẫn không tìm được thị trường tiêu thụ sau khi giới lái buôn Trung Cộng ngưng thu mua.
Cần nói thêm là cuộc khủng hoảng thừa thịt heo đã diễn ra từ mấy tháng qua, khiến cho thịt heo liên tục mất giá, dưới 20.000 đồng một ký, dẫn đến tình trạng thua lỗ nặng nề cho giới nuôi heo. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đã đề cử ông Lee Hae-jen làm đặc sứ sang Bắc Kinh để chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh Hoa và Hàn nhằm giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Phát biểu sau khi tiếp đón ông Lee, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã ca tụng mối quan hệ giữa Nam Hàn và Trung Cộng trong những năm qua, nhưng lặp lại yêu cầu là Nam Hàn phải dẹp bỏ hệ thống phòng thủ chống phi đạn Tae-ak đang gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước khi lên đường sang Hoa Lục, ông Lee cũng hiểu rõ yêu cầu trên và cho biết là sẽ giải thích rõ lập trường của Nam Hàn về hệ thống Tae-ak. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính yếu của ông Lee là thảo luận về việc tổ chức một buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Nam Hàn và Chủ tịch Trung Cộng bên lề hội nghị khối G20 vào tháng 7 tới. Nhà cầm quyền Phi Luật Tân vào hôm qua tuyên bố là họ sẽ không nhận các viện trợ từ khối Liên hiệp Âu Châu sau khi khối này liên tục chỉ trích chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Phát ngôn nhân phủ Tổng thống Phi tuyên bố trong cuộc họp báo là ông Duterte đã chấp nhận lời đề nghị của Bộ Tài chánh là không nên nhận các khoản viện trợ của khối Âu Châu để tránh tình trạng khối này áp đặt các điều kiện có tính cách can thiệp vào nội bộ của Phi. Cần nói thêm là gần một năm qua, khối Âu Châu đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch nặng tay của ông Duterte với hàng ngàn người bị sát hại vì dính líu đến ma túy. Khối Âu Châu cũng đang xem xét một số biện pháp trừng phạt nước Phi. Theo thống kê chính thức, thì trung bình mỗi năm, khối Âu Châu viện trợ nhân đạo cho Phi Luật Tân khoảng 200 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý khán giả, trong lúc sự đàn áp những người hoạt động cho nhân quyền, dân chủ, những người đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình bị nhà cầm quyền tước đoạt ngày càng gia tăng mãnh liệt, thì ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lại phát biểu sẵn sàng trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đảng. Để tìm hiểu về lời nói này của ông Thưởng, anh Đặng Chí Hùng, một người đấu tranh sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ, đã phải đào thoát ra hải ngoại vì những trấn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Nam qua chuyên mục câu chuyện thời sự sau đây. Vâng, xin nhận lời cho anh Quang Nam. Xin chào anh Đặng Chí Hùng ạ. Xin chào anh Quang Nam, xin chào quý thính giả. Thưa anh Đặng Chí Hùng, trong thời gian gần đây đó thì có nhiều dấu hiệu cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang gia tăng cường độ đàn áp những người bất đồng chính kiến. Anh nghĩ sao về việc này thưa anh? Thưa quý thính giả, thưa anh Quang Nam, thì cái chuyện mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp người bất đồng chính kiến ấy, thì nó diễn ra bao nhiêu năm nay chứ không hẳn là bây giờ, nhưng mà có cái việc là Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây bắt thêm nhiều nhà bất đồng chính kiến ấy, tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ cái việc Formosa, tại vì Formosa là một cái điểm rất là nóng mà Đảng Cộng sản Việt Nam thì muốn bao che cho cái tập đoàn của Đài Loan này, tập đoàn này đứng sau là Tổng Cộng. Chính vì thế vấn đề xả thải môi trường là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nó không phải là như ngày xưa trước đây là chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa. Mặc dù là rất vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng mà ít người dân chú ý, trong khi đó vấn đề cả một cái biển miền Trung rất là lớn, làm cho cái vấn đề Formosa nó trở nên rất nóng, và những nhà bất đồng chính kiến đánh rất là sâu vào vấn đề Formosa, muốn người dân đứng lên để đòi lại quyền lợi sống của mình. Chính vì thế Đảng Cộng sản Việt Nam phải đàn áp mạnh hơn, và tôi nghĩ cái chiến lược đàn áp người yêu nước, những người đấu tranh dân chủ tự do tại Việt Nam là một cái chiến lược muôn đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là một cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Vâng, thưa anh, tuy nhiên trong cái bối cảnh mà sự đàn áp ngày càng gia tăng khốc liệt như vậy đó, thì vào sáng hôm qua 18 tháng 5, ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo trung ương của đảng, nói rằng là nhà cầm quyền sẵn sàng trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đảng. Thưa anh, chúng ta nên suy diễn lời phát biểu của ông Thưởng như thế nào thưa anh? Thưa với anh Quang Nam là phải nói như thế này, thì cái câu này thì cũng khá quen. Trước đây chúng ta từng nghe Cộng sản Việt Nam nói về hòa bình, rồi họ đánh miền Nam Tết Mậu Thân, họ nói về hòa bình, rồi họ lại cướp xé ngay cái Hiệp định Paris năm 1973 để họ xua quân chiếm miền Nam. Sau đó Cộng sản Việt Nam còn nói là họ sẽ hòa hợp hòa giải, và chúng ta đã nhìn thấy cái hậu quả là cái nghĩa trang Biên Hòa bị xới tung như thế nào. Và chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam nói rằng họ không có đàn áp bất đồng chính kiến từ trước tới nay, nhưng mà bao nhiêu người bị bắt.
Vậy thì những điều đó cho thấy là gì? Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói một đằng làm một nẻo. Thì cái chuyện mà Võ Văn Thưởng tuyên bố ấy, tôi nghĩ nó giống như cái chuyện là hiện nay họ thấy cái ngọn lửa trong người dân ấy, họ đang trong người dân họ đang bốc cháy dần dần. Các đoàn thể, các tổ chức người dân rất là bức xúc về cái vấn đề Formosa, đồng thời bức xúc về rất nhiều vấn đề về Hoàng Sa, Trường Sa, về thực trạng xã hội, về đất nước. Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt cái ngọn lửa đó, xoa dịu ngọn lửa đó, họ không còn cái nào khác, đó là mị dân bằng con đường gì, nói là đối thoại. Thực sự họ nói cái chuyện đối thoại rất là dễ. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đối thoại thì họ đã dễ dàng làm được bao nhiêu việc từ trước cái này, chứ chẳng phải bây giờ mới nói lên đối thoại. Cái thứ nữa là nếu như họ muốn giữ đối thoại thì tại sao họ vẫn tiếp tục bắt người yêu nước, vẫn đàn áp, vẫn đánh đập, vẫn cho côn đồ hành hung giáo dân, hành hung những ông cha mà muốn tìm cái vấn đề là công lý cho môi trường tại Việt Nam? Thì rõ ràng tôi nghĩ nó nói rằng cái lời của ông Võ Văn Thưởng gần đây chỉ là để mị dân mà thôi. Thưa anh, thêm một điều nữa, đó là trong lúc mà điều 4 hiến pháp xác định quyền độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, và thêm vào đó là điều 88 và 258 của Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam vẫn còn hiện hữu đó, thì thưa anh, chúng ta mong gì vào thiện chí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lúc này, thưa anh Đặng Chí Hùng? Thưa anh Quang Nam, thưa quý thính giả, tôi nghĩ là chúng ta chẳng có gì mong chờ cả, bởi vì tất cả những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra như điều 4, điều 88, điều 258 mà anh đã kể trên ấy, thì đó là cái điều xác lập một điều là Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ thế độc tài và giữ cái bộ mặt của Đảng. Đó là cái bộ mặt độc tài đàn áp người dân và muốn ngồi trên hiến pháp, muốn ngồi trên cả dân tộc này để họ tiếp tục họ bòn rút tham nhũng của đất nước rồi dâng nước cho Tàu Cộng để giữ ngai vàng họ. Thì rõ ràng cái điều đó cho thấy một điều rằng họ nói là họ đàm phán với dân, đàm phán với những người bất đồng chính kiến, nhưng mà họ không bao giờ chịu bỏ cái điều đó, không bao giờ có bầu cử tự do, không bao giờ có dân chủ, thì làm sao có chuyện đó thực hành được. Rõ ràng chúng ta phải nói rằng chúng ta luôn luôn nhớ lời của ông Thiệu là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Mà tôi phải nhắc thêm ấy, thực sự mà nói ông Thiệu không phải là người đầu tiên nói câu này, mà cái câu nói này xuất phát từ ông Tám Hà. Ông Tám Hà là đại tá quân đội Cộng sản Việt Nam hồi Chánh, và ông vừa nói rất là rõ ràng về cái sự lật lọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau này ông Thiệu nói ngắn gọn hơn và chúng ta dễ nhớ hơn về lời của ông Thiệu. Và đặc biệt chúng ta còn phải nhớ đến lời của ông Trung tướng Trần Độ, là ông Trung tướng Cộng sản Việt Nam đã từng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam giống như một con rắn có cái lưỡi gỗ, luôn luôn nói lấy được mà thôi. Chính vì thế, một lần nữa người dân Việt Nam phải nhớ rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói. Dạ vâng, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thưa anh, cái câu nói bất hủ này của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, nó có còn chính xác trong thời điểm hiện nay không, thưa anh Đặng Chí Hùng? Dạ thưa với quý thính giả, thưa anh Quang Nam, như tôi đã nói là lúc nào cũng có thể áp dụng được, với cái lý do là Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thực hiện bất cứ lời nào họ hứa. Và cái một điều chúng ta nhìn ngay trước mắt là Cộng sản Việt Nam hứa rằng sẽ truy tố Formosa, sẽ làm tới nơi tới chốn mà họ không làm. Họ nói rằng họ sẵn sàng chấp nhận ý kiến gọi là phản biện, ý kiến đối lập, nhưng mà chơi với các bạn, bất cứ ai ở Việt Nam nói lên tiếng nói đối lập đều bị họ đánh đập, họ bỏ tù. Họ vẫn giữ những cái điều 4 hiến pháp, điều 258, điều 88 để quy kết những người yêu nước. Tôi nghĩ rằng không bao giờ có thể nghe Đảng Cộng sản nói được. Đó là ý kiến của tôi. Vâng, thưa anh, trước cái vấn nạn thù trong giặc ngoài như hiện nay đó, theo anh đó thì lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài nước phải có những bước đi như thế nào một cách tổng quát? Thưa với anh Quang Nam, thưa quý thính giả, nói ra thì rất là chi tiết, và thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phải làm. Nhưng mà theo ý kiến chung của tôi ấy, thì có những cái điều lớn lao, những quan mà chúng ta phải làm, đó là thứ nhất ấy, là chúng ta phải tiếp tục đoàn kết các hội đoàn tổ chức lại, bởi vì chỉ có sự đoàn kết chúng ta mới có sức mạnh tổng hợp. Điều thứ hai ấy, đó là chúng ta phải biết rằng ấy, cuộc đấu tranh của chúng ta nhờ sức mạnh người dân là chính. Bởi vậy chúng ta cần phải tiếp tục cái phương pháp đó là dùng truyền thông trung thực, truyền thông đến với lại người dân thường nhiều hơn nữa, để họ biết về sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, biết về sự thật về Hồ Chí Minh, biết sự thật về những cái hiểm họa Tàu Cộng trên đất nước chúng ta, để họ cùng chung sức với tất cả chúng ta đứng lên chống lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam và tìm cách xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có thế thì chúng ta mới có thể mà giúp cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh đau thương như hiện nay. Thì theo tôi nghĩ có rất nhiều cái chi tiết nhỏ, nhưng mà về chiến lược chung chúng ta phải, thứ nhất là phải đoàn kết, và thứ hai là phải tiếp tục vận động để người dân Việt Nam hiểu về sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, để họ đứng lên tự tìm cho cái lối thoát cho chính mình. Đó là cái ý kiến của tôi. Dạ, thay mặt quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, xin trân trọng cảm ơn anh Đặng Chí Hùng. Xin chào anh. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn quý thính giả vào những phỏng vấn sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ Kim cho một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Bàn ngang tán dọc. Chào anh Thái Hòa, có khi nào anh thấy một nhà cầm quyền của một nước nào trên thế giới phải tổ chức bắt cóc người dân không? Cái gì? Anh không Dương nói sao? Nhà cầm quyền mà lại đi bắt cóc dân à? Đã là nhà cầm quyền thì có pháp luật trong tay, ai mà vi phạm pháp luật thì cứ gửi trác tòa tới người ấy, rồi sai cơ quan thi hành luật pháp đến bắt đường đường chính chính, chứ sao lại phải bắt cóc? Sao kỳ lạ vậy? Nghe không lọt tai chút nào. Nước nào mà hành xử như thế thì nước ấy chắc là thuộc loại man di mọi rợ rồi, phải không? Thời này văn minh làm gì có nước nào như vậy? Ấy vậy mà chuyện khó tin ấy lại có thật ở Việt Nam ấy chứ. Đã diễn ra thường xuyên, nhất là mới mấy hôm nay nè. Chính chị Tâm Anh đã tường thuật cho Hướng Dương nghe, có đúng vậy không chị Tâm Anh? Đúng đó thưa anh Thái Hòa. Sự việc diễn ra lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 5 vừa qua ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khi ấy, anh Hoàng Đức Bình đang đi chung xe với Linh Mục Nguyễn Đình Thục và một số người khác. Đã có người bám theo xe từ giáo xứ Sông Ngọc tới Diễn Châu, họ giả vờ cho cảnh sát giao thông chặn xe lại để kiểm tra. Khi xe vừa dừng, thì một nhóm người bịt mặt xông tới, mở tung cửa xe, lôi anh Bình sang một xe khác rồi biến mất. Hành động ấy không gọi là bắt cóc thì gọi là gì đây? À đúng rồi, cảm ơn chị Tâm Anh nhắc tôi nhớ chuyện ấy. Mấy hôm nay tôi bận quá không có thì giờ theo dõi tin tức ở trong nước. Nhà nước Cộng sản Việt Nam mà làm như thế thì đúng là bắt cóc người. Bắt cóc kiểu ấy chỉ dành cho hạng du côn, hạng trộm cướp, hạng chuyên tống tiền thiên hạ. Chứ một nhà nước mà làm như vậy thì xấu hổ quá. Cộng sản làm gì còn biết xấu hổ nữa anh. Họ vẫn làm những chuyện tồi bại như vậy từ bao nhiêu năm qua. Anh thấy bọn công an giả dạng côn đồ rình rập theo dõi những người chúng không ưa trên khắp cả nước, rồi còn ném mắm tôm, các đồ dơ bẩn vào nhà dân, đổ keo vào khóa cổng nhà Cha Lợi ở Huế, xịt thuốc diệt cỏ vào vườn cây. Ôi thôi, những chuyện xấu xa ấy không thể nào kể cho hết được, càng nói càng thêm bực mình. Chính vì vậy nên khi anh Bình bị bắt cóc, người dân đã rất phẫn nộ. Có mấy ngàn người đã ào ạt xuống đường biểu tình, kéo đến đồn công an để phản đối, đòi thả người. Rồi nhà nước phải điều động hàng ngàn cảnh sát cơ động, cả quân đội nữa, để bao vây và đối phó với người dân. Các anh thấy cách họ làm như thế có còn xứng đáng là một nhà cầm quyền nữa không? Nhà nước mà làm như vậy thì thật là phi lý làm sao. Chỉ vì muốn bắt một người mà người ấy chẳng có tội tình gì ngoài việc giúp dân làm đơn đi kiện Phocmosa và phản đối việc gây ô nhiễm môi trường, lại bị chụp mũ đủ các tội danh, rồi lại phải tổ chức rình rập bắt cóc, chẳng khác gì một bọn tào khấu. Nhà nước Cộng sản Việt Nam này quả là kém về mặt lý luận, phải nói là ngu xuẩn mới đúng. Chỉ vì bắt một người mà khiến cho hàng vạn, hàng triệu người dân chống đối. Một nhà nước mà càng ngày càng bị người dân oán trách, ghét cay ghét đắng, thì sớm muộn gì cũng phải sụp đổ thôi. Đúng ra là họ muốn diệt anh Bình để răn đe những người khác, như họ đã từng đối xử với những người bất đồng chính kiến xưa nay. Nhưng mà họ có diệt được đâu, càng đàn áp thì càng có đấu tranh mạnh hơn. Trước đây, chỉ lẻ tẻ vài ba người, nay thì hàng ngàn, hàng vạn người. Rõ ràng càng bắt bớ, đàn áp thì nhà cầm quyền càng thua đậm mà thôi. Chắc các anh còn nhớ, họ đang phát lệnh truy nã một người đấu tranh khác là anh Bạch Hồng Quyền, người mà Cộng sản cho rằng đã xúi dân biểu tình bao vây đồn công an Lộc Hà hôm đầu tháng 4 đó. Hành động như vậy thì họ lầm to, chấn áp một người mà làm mất đi muôn người thì ngu quá, thua là cái chắc. Có lẽ nhà nước Cộng sản Việt Nam bị áp lực, bị Trung Cộng điều khiển nên mới nhắm mắt làm những cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Các anh chị thấy không, suốt chục năm nay, hễ ai đụng đến bọn Trung Cộng thì thế nào cũng bị nhà nước này trù dập. Từ vụ Biển Đông rồi nay đến vụ Phocmosa, từ Phương Nguyên, Nguyên Kha, từ Việt Khang đến Trần Vũ Anh Bình, nay lại đến Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình. Tất cả những người này đều trực tiếp hay gián tiếp nói động chạm đến quyền lợi của Trung Cộng tại Việt Nam, nên đều bị nhà nước Cộng sản Việt Nam này trù dập cả.
cứ động đến Trung Cộng là nhà nước Cộng sản Việt Nam làm như động chạm đến cha mẹ của mình vậy. Chắc chắn như thế rồi, chứ còn có lẽ gì nữa anh Thái Hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam là chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên mọi hành động đều được Trung Cộng chỉ đạo, mọi động thái đều được học từ đàn anh Trung Cộng mà ra. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh đến nay là như vậy, có lẽ lâu không nhắc lại nên nhiều người quên đi yếu tố đó. Anh Hương Dương nói rất đúng, cứ xem ông Nguyễn Phú Trọng học cách đã hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình và áp dụng tại Việt Nam thì rõ. Các anh thấy có bao nhiêu cán bộ cao cấp của đảng đều được đưa sang huấn luyện và tu nghiệp ở bên Trung Cộng cả đấy. Như vậy bọn Cộng sản Việt Nam đang dọn đường để mà bán đất nước ta cho Tàu Cộng là đúng. Nếu mà cứ đà này thì chẳng mấy chốc nước ta sẽ rơi vào tay Trung Cộng thôi. Vì vậy mà phải đấu tranh quyết liệt hơn nữa, nếu không thì nguy to. Cũng chỉ vì nhìn thấy nguy cơ mất nước đang ngày càng đến gần hơn, cho nên rất nhiều người đã dấn thân đấu tranh rất quyết liệt, dù phải chịu thiệt thòi cho bản thân. Đúng vậy, cuộc đấu tranh nào cũng phải trả giá, nhất là cuộc đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc và dân tộc, chắc chắn đòi hỏi đau thương và mất mát rất nhiều. Cái giá phải trả để loại trừ bọn Cộng sản bán nước, bảo vệ được quê hương sẽ không nhỏ, nhưng lịch sử đấu tranh nước ta đã trải qua các giai đoạn như thế cả, khó mà có cách nào êm thắm hơn. Tâm Anh, Hướng Dương, Khánh Hòa xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong một đề tài bàn ngang tán dọc khác. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gia sản, ta thể chiến cho quê hương. Việt Nam tỏ ra hoan hỷ được gia nhập mạng lưới thương mại do Trung Cộng chủ sướng có tên Một Vành Đai Một Con Đường vừa diễn ra tại Bắc Kinh. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc có tựa đề Một Vành Đai Một Con Đường, sợi dây thòng lọng mới, để thấy mối nguy khi Việt Nam chui đầu vào cái thòng lọng này, qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, tại Bắc Kinh, hôm 15 tháng 5 năm 2017 vừa kết thúc hội nghị Một Vành Đai, Một Con Đường, theo sáng kiến của Tập Cận Bình, có 29 quốc gia tham dự hội nghị này, trong ấy có phái đoàn của Việt Nam do Trần Đại Quang cầm đầu. Một Vành Đai, Một Con Đường là tên rút ngắn của kế hoạch Vành Đai Kinh tế Con Đường Tơ Lụa và Con Đường Tơ Lụa trên biển thế kỷ 21. Đây là một phương án của Trung Cộng nhằm nối kết 65 quốc gia với dân số đến 4,4 tỷ người. Tập Cận Bình đã đưa ra phương án này với tham vọng bành trướng kinh tế và chính trị nhằm biến Trung Cộng trở thành lãnh đạo số 1 của thế giới. Mô hình Tập Cận Bình vạch ra nhằm nối kết thế giới với Trung Cộng qua 6 tuyến đường bộ và 1 tuyến đường biển. Nói cho rõ hơn thì đây là 7 hành lang kinh tế giao thương để Trung Cộng tiêu thụ hàng hóa rẻ của mình. Một trong 6 tuyến đường bộ sẽ nối kết với bán đảo Đông Dương, chạy xuyên qua Việt Miên Lào xuống Singapore. Hành lang thứ 7 gọi là Tơ Lụa trên biển, phát xuất từ bờ biển Trung Hoa xuống Singapore, qua Ấn Độ, tới vùng biển Địa Trung Hải, và kết nối với Bắc Đại Tây Dương và vùng Bắc Châu Phi. Riêng với Việt Nam, trước tham vọng bành trướng của Trung Cộng, một anh hàng xóm rất nham hiểm với 1.4 tỷ dân, luôn có âm mưu thôn tính nước ta, thì dĩ nhiên, Việt Nam phải tuân thủ những gì do Trung Cộng đề ra, và phải thi hành những cam kết giữa hai đảng Cộng sản Tàu Việt trong thời gian qua. Chúng tôi xin nhắc lại những cam kết quan trọng về mặt kinh tế sau đây. Thứ nhất, trong chuyến thăm Trung Cộng của Phan Văn Khải ngày 20 tháng 5 năm 2004, Phan Văn Khải đã đề xuất xây dựng Một Vành Đai, Một Con Đường. Sau đó, Thủ tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo đến Việt Nam. Ngày 7 tháng 10 năm 2004, hai bên đã đồng ý thành lập một nhóm chuyên gia có tên Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Tàu Việt, nhằm nghiên cứu tiến tới hình thành một hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Ninh, Lạng Sơn,
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, hai hành lang, một vành đai trở thành ý tưởng hợp tác của chính phủ hai nước thông qua việc xây dựng hai hành lang, một vành đai. Thứ hai, trong chuyến thăm tàu của Trương Tấn Sang từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, thông cáo chung có đoạn như sau. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa bảy tỉnh của Việt Nam, gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, với bốn tỉnh thuộc khu tự trị của Trung Cộng, gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam. Phát huy vai trò của cơ chế hợp tác liên quan giữa địa phương hai nước, trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng giao thông, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế, thúc đẩy các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước cùng phát triển. Thứ ba, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng của Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 cho đến 15 tháng Giêng năm 2017, Trung Cộng đã lập lại yêu sách như trong thông cáo chung có đoạn như sau. Tăng cường hơn nữa hợp tác thực chất về kinh tế thương mại, làm tốt quy hoạch chiến lược tổng thể trong hợp tác song phương, triển khai thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ về danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất giữa Bộ Công Thương Việt Nam với Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc, tích cực bàn bạc thống nhất để sớm ký kết phương án tổng thể xây dựng khu vực hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Thứ tư, lần này, năm tháng sau, Tập Cận Bình đã nhắc lại với Trần Đại Quang khi Quang tham dự hội nghị tại Bắc Kinh rằng phía Việt Nam cần đẩy nhanh nghiên cứu, bàn bạc, ký kết, thỏa thuận tổng thể chung về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Trên mặt kinh tế, Việt Nam vẫn kỳ vọng vào TPP. Nay TPP không còn triển vọng hồi sinh, nên Việt Nam phải có chân trong khối RCEP do Trung Cộng chủ xướng, cùng với 9 nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, cũng như với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Ngoài ra Việt Nam cũng có một số thỏa hiệp hợp tác kinh tế song phương với Hoa Kỳ, châu Âu và một số quốc gia khác. Nhưng hiện nay, thương vụ giữa Trung Cộng, Việt Nam vẫn quan trọng hơn cả, với trên 70 tỷ đô la và nhập siêu có thể lên đến 50 tỷ đô la trong năm 2017. Trần Đại Quang còn muốn đẩy thương vụ lên 100 tỷ thì tất nhiên thâm thủng mậu dịch sẽ lên cao và Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng. Trên mặt an ninh lãnh thổ, nếu những cam kết trên đây được thực hiện, có nghĩa là Việt Nam sẽ mở toang biên giới của bảy tỉnh ráp danh với Trung Cộng, có chiều dài 1.500 cây số, để cho người Hoa tràn vào Việt Nam dưới hình thức khu thương mại hỗn hợp hai bên. Đây là một hình thức đầu hàng vô điều kiện về phía Việt Nam và là một bằng chứng bán nước cho Trung Cộng một cách êm thấm. Tóm lại, Cộng sản Việt Nam đã hoan hỉ chui đầu vào cái rọ. Một vòng đai, một con đường do Trung Cộng giăng ra, rồi sẽ đưa Việt Nam vào một thời kỳ đô hộ mới của tàu Cộng, như lời cảnh báo của cựu Ngoại trưởng Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch trước đây. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Phùng Lâm, sinh năm 1966, thuộc Đảng Dân Chủ Việt Nam, bị bắt ngày 21 tháng 6 năm 2010 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluoisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, Cali 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi vietac.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.